Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Thì hôm nay clip hôm nay chúng ta sẽ làm một con hàng M14 ở phỏng là còi xe đấy. Đang làm clip cho anh em xem. Đậu phỏng đồng thế chạy thôi anh em ơi. Không ai nhìn thấy mình. Em có thể thấy phỏng này được họa tiết bằng thêm có mấy cái súng lửa này, dòng lửa luôn anh em. M4 rồng lửa 28. U rồi anh tia chớp ơi anh. Em làm gì anh đâu. Ui, chạy thôi. Đầu vọng à, lên thủ dâm anh em. À nhấp này nhấp này. Ui vào đầu 500 anh em ơi, đau chưa. Mai thì ăn hiếp đồng luôn. Đầu vọng hay bị lối anh em ạ. Vào lỗ. Ui lag này anh em ơi. Đầu vọng. Ra lên lại tiếp. Ai xịt. Đầu vọng. Ui. Ui anh dâu ngon. Ui, em không quay mít xì máy đâu. Ui, nhiều đường cho tôi đi khoảng. Ui rồi. Nó chạy đâu. Giờ này chứ bắt cua. Ui giật này. Ui rồi, lại giật. Đậu phộng luôn. Con chưa kịp test xuống cho em xem. Vừa bắt được mấy viên đầu lại phải chạy. Ui. Em thân con. Ui, làm một bông choáng. Chạy mau, chạy mau. Chứ mọi điều tồi tệ hơn. Chạy nhảy qua đây một phát. Qua đây. Ui dồi, lại rớt. Hero ngay luôn. Đâu tớ đâu. Rồi này. Chém chém. Rồi mình không băng nữa anh em. Rồi anh em mình cho một quật. Ui điếp chê. Chết chưa. Chết một kiểu. Màu xin kiểu. Em còn quyền mình mấy phát kiểu chạy. Ui kia lá kìa. Tớ không chạy chạy chạy. Chạy đôi anh em. Em có thể nghe thấy tiếng gọi là máy gầm rũ ngay gần nhà mình đậu vọng. Mình ăn mày em. Chiều tối vẫn làm. Mình làm cho em xem mà. Cũ đêm làm cho em sẽ đi vào tàu chừa. Bởi hết đầy mình ra đâu. Đây quả mô ti là mồm anh em. Dồm nó nhiều quá. Anh bộ cả. Ui anh tâm mi chim to. Chim phách luôn anh em. Ui gồng chạy con em ơi. Vào lố mướt mượt mượt. Ui thay em. Đậu phộng chạy đi. Ờ rồi giặt. Mẹ phêu quá anh em. Đậu phộng vẫn bắt cua như bình thường nha anh em. Hôm nay thì bắn đồng chung khá là ngon. Trộn bố là còi xe đấy. Tiền xui không mày. Nhấp này. Mút này anh em ạ. Có thể như chạy một người. Bạn mới kêu mình té anh em. Một sai rồi. Có gì ra sau nhà mình là giải quyết. Một thần cá nhân nào. Lên đây. Ui anh tơ ơi. Anh tơ sao lại mỏ ở đây chơi với em. Em té. Nó làm gì thì làm. Mình bị lag anh em thấy nhìn xuyên tường không. Đầu phộng. Lên lên. Ui. Ui, củ lô xanh ơi. Ui, đầu phộng nó chặn chốt mình luôn anh em. Ui, chạy ra. Đầu phộng một ca máu em ơi. Mất giáp khô tách bảo vệ rồi. Lớp bảo vệ màn trinh của tôi. Đầu phộng chạy rồi anh em ơi. Ui, anh chớp cho em. Hero. Chạy rồi. Ngoài lại đấy. Ui, vâng nhầm. Đầu phộng. Rồi, hero. Bởi hết chém đâu không đầu thế lại chạy rồi anh em ơi chém hi rồi đứng trước mặt này chạy thôi đừng bộ đâu hết rồi đâu phận mình chơi điếm cực kỳ luôn anh em ạ. Tắc cua thôi làm gì được em có đây có đây qua đây. Ui mẹ nộ xịt rồi anh em ạ. Chạy thôi mua mai quay cuồng nào. À nhanh. Ui đâu phận đau ấy. Rồi anh em ạ. Rồi chỉ còn bắt cua. Nè còn chiến à. Chiến. Đau chưa. Nhanh. Húp. Ú xong trúng nhỉ anh em. Đậu phộng. Chị cơ. Cương. Bác sĩ Cường nào qua đây. Nhảy nhót kê thế. Tôi còn có 3 cái máu anh em ơi. À. Chạy nhanh nhỉ. À, qua đây trụ rố qua đây rồi anh em ạ. Đậu phộng
chị Cương đâu à, chị Cương vẫn còn ở dưới anh em ạ. Qua đây chặn chốt luôn, sợ cái gì, là nộ lệ trời luôn, trời luôn, đậu phộng bắt nạt kẻ yếu này thì chết chưa. Nhảy qua đấy nào, mướt mượt mượt, anh tớ mới chim to được rồi. Anh qua đây chơi với em nào, em 3k máu thôi. Cái đồ ta, anh tớ đây rồi. Bắt nạt đúng đồ em à? Không chuyện đó đâu, đậu hết giờ luôn anh em ơi. Chiến anh em ơi, có chuyện mới nào. Trên tay mình đang còn đủ lòng đào thất truyền bấy lâu nay. Ui chết thở phát anh em ạ. Tim quay clip cho anh em xem lại đã chết. Để có cái người lớn nhất mình quay clip anh em. Ô, anh hẳn chơi nha. Ui, rồi mình thì bắt làm gì. Tốn đạn. Ui, 114 anh em. 3-4 bắt đầu. Thế là đâu ta 240% hết thương. Mình cũng thích còn cái bi cực cửa anh em ạ. Nhưng mà đâu quá mà không phê. Chị ta hết đi. Úi dầu cộng tôi đi chiến cao lại để không vận chuyển. Rồi đây. Bây đây. À, bây giờ chúng mình qua. À xong rồi. À mà chạy đầu, chạy đầu, chạy đầu. Ơ mà phát này em. Đấu phẩm số hoa kinh nha. Ê, cái ếch được. Đấu phẩm mạnh của ông ạ. Nói rồi mấy em ơi, chạy đâu ơi. Thế nhanh một kịp anh em ạ. Đấu phẩm. Qua đây thẩm du đây anh em ơi. Giờ mình chim to cứ đi làm việc đi. Em cứ ngồi một mình tâm sự với các em của anh. Rồi ôi, anh nhấp nháy thì cứ để các bạn của em lo. Có gì đâu. Ai dạ. Ngộ à. Chạy đôi em. Ở đây cũng lâu quá. Trời ơi. Đi xuống quá rồi đánh mạng anh rồi anh em. Đâu không chạy. Có cái hồn. Không cướp lượng của mình. Ủa phận. Ở đây đông chê. À bất nhiên tập mấy đoàn. Anh chơi nhảy muốn sau nhà thì chết rồi. Số tiền chúng hết rồi anh em ạ. Đâu rồi? Ở chiến luôn ở đâu không? Ừ, 3 kill luôn anh em. Anh ơi đừng nhìn mặt em. Em không bắn nhầm anh thôi. Nào bơi hết đây, gửi chết lên đây này. Chơi với em. Chả không nhìn em mãi, sao nhỉ? Đi làm việc đi. Đau hết cả mắt. Đấy là em nha anh em. Đáng trâu lông chết anh em ạ. Gấp nhà. Táp ngon mà sấy ngon. Bán gì ngon hết anh em. Có gì mình ở đấy thôi. Hè rồi luôn cho nó này. Đi theo bầy đàn nó sợ gây gì mà bụi mà vàng. Nó rất phải đá. Mà còn phải dùng đi cào cho. Té. Một bắn cả đôi. Biết sống sao giờ. Một chiến anh em ạ. Mình bắn nhiều và đi rồi bắn xuống đất. Thế cho nó nhanh. Buồn quá. Nó cũng nghe nghe đây đi để cho mình bắn. Hay lắm. Bây ra đâu có gì đâu. Chạy thôi. Anh giống non thì cất cái gì. Mình sợ mình tơ thôi. Chạy tơ lên đây đi. Quan chứ ạ. Đâu đấy này nhỉ. Thì có lấy clip của mình là hết. Thì nếu mọi người có thử thách gì hay thì mọi người cứ comment. Mọi người nhớ like và share cho mình để mình còn được làm thêm video mới nha. Bye em nha.